Con dân à, tôi biết hôm nay là ngày nghỉ nhưng chúng ta không được nghỉ tại vì tổ quốc còn đang lâm nguy. Chào mừng quý con dân quay trở lại với Misailand The Game, nơi chúng ta nhập vai là không. Chỉ có tôi nhập vai là một nữ hoàng các bạn ạ. Và việc của tôi là điều khiển các bạn bảo vệ hòn đảo ong của chúng ta chống lại những thế lực thù địch. Thì tập trước các bạn ạ, chúng ta đang chống lại cái bọn ong bóc cầy này, bọn chuồn chuồn này, thậm chí là có thể bọn bọ rùa. Cả thế giới chống lại mình khổ méo chịu được đã phải cống mật rồi. Giờ bị bọn địch đánh nó không còn một cái gì cả. Và tập này chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ vương quốc đấy. Nhưng mà các bạn ạ, ở giữa hai tập ý, mình đã phải lốt lại game vì có một bản cập nhật mới. Và cái bản cập nhật đấy nó đã xóa toàn bộ cái file lưu của mình lần trước là một. Thứ hai nữa là nó đã sửa lỗi tiếng Trung. Nhưng rất không may là sau khi nó sửa lỗi tiếng Trung thì thành ra lại lỗi toàn bộ tiếng Việt. Các bạn xem này, tất cả những cái từ á, ớ, bờ, cờ, giờ, đờ thành hình vuông hết. Và bây giờ chúng ta còn không thể sử dụng được nó nữa rồi. Lỗi toàn bộ phông tiếng Việt. Nên là bây giờ mình cần phải dùng tiếng Anh thôi, thế cũng được. Đỡ phải nghe kiểu Google dịch khá là củ chuối. Thì bây giờ chúng ta đã quay trở lại rồi. Nhưng mà cái tổ chúng ta lại quay trở lại lúc đầu. Nhưng không sao, với cái kinh nghiệm có sẵn thì các bạn cũng biết là mình sẽ cần phải làm gì rồi. Nên là mình sẽ xây lại cái tổ như lúc đầu thật là nhanh. Và sau đó mình sẽ quay trở lại sớm thôi, ngay sau cái búng tay này. Đấy, thì mọi thứ sẽ quay trở lại như tập trước các bạn nhá. Và mình vừa mới tìm hiểu được một cái điều rất thú vị trong game này. Đó là trong game này chúng ta có thể sử dụng vũ khí quân sự các bạn ạ. Tức là đời 2 thay vì sử dụng hỏa xa, máy bắn đá các thứ, thì khi lên đời 2 nhá, như thế này, mình sẽ được sử dụng military reform này. Tức là gọi là nghĩa vụ quân sự. Ừ, và cả anti-aircraft gun, tức là súng phòng không các bạn ạ. Ờ, thì bây giờ mình sẽ nâng cấp cái nghĩa vụ quân sự đi. Thì bây giờ những cái đoàn quân của mình, thay vì là vô tổ chức như ngày xưa, thì bây giờ là có thể đi nghĩa vụ quân sự và kỷ luật là sức mạnh quân sự. Tôi sẽ dằn cho các bạn ra bã, và khi mà có nghĩa vụ quân sự vào rồi ý, thì câu chuyện nó sẽ khác hẳn các bạn ạ. Đấy, ok. Để xem là liệu với nghĩa vụ quân sự thì tình hình của anh em mình sẽ như thế nào nhá. Mình sẽ mở rộng cái đảo quân sự này của chúng ta ra để bây giờ mình có thể sử dụng để xây doanh trại. Mình không biết doanh trại là to bao nhiêu, nhưng mình nghĩ là đã là một cái doanh trại quân sự thì khá chắc là nó sẽ rất to các bạn ạ. Là tôi cũng không thể nào mà kiểu gọi là coi thường nó được. Và tiếp theo này, mình sẽ cần phải nâng cấp cái súng phòng không. Nhưng súng phòng không lại có một cái nguyên liệu màu đen đen này. Đen đen này là cái sáp cứng. Thì bây giờ cần phải nâng cấp một cái nhà máy sáp cứng đã các bạn ạ. Nhà máy sáp cứng sẽ đóng vai trò quyết định và yếu tố cực kỳ quan trọng ở cái đời thứ hai này. Vì hầu như mọi thứ mình tìm hiểu ở đời thứ hai này đều xây dựng bằng sáp cứng, bao gồm tất cả những thứ như kiểu là doanh trại quân sự đều làm như thế cả. Và đương nhiên chúng ta chỉ còn 2 phút thôi, cũng méo có nhiều thời gian lắm. Nên là chúng ta còn phải làm nhanh lên trước khi vỡ mồm cơ đã. Chúng ta có 35 con ong rồi, không biết có đủ thời gian mà xây không ấy chứ. Xây nhanh lên. Mình đã nâng cấp cái việc xây dựng lên khá là nhiều các bạn thấy không. Đó nên là bây giờ thì ong của mình xây dựng và sản xuất khá là nhanh, tăng sản xuất khá là ổn. Nhưng mà đương nhiên tôi vẫn không thấy tự tin cho lắm các bạn ạ. Không thấy tự tin cho lắm. Rồi ok, nào nhà máy sắp cứng ở đây này. Rồi cùng với đó thì mình sẽ xây thêm cái đây, nghĩa vụ quân sự doanh trại quân đội, hợp lý luôn. Làm sao mà đỡ được. Nhưng mà đương nhiên chúng ta cần phải xong cái nhà máy sắp cứng rồi đã. Nhanh lên, khẩn trương rồi. Mình nghĩ là mình sẽ cần 2 cái nhà máy sắp cứng các bạn à. 2 cái thì mới ổn được. Đâu, nhưng mèo có chỗ mà xây thêm một cái nữa ấy chứ. Còn 2 mấy giây thôi, có lẽ là bây giờ mình sẽ cho quân của mình quay trở lại thôi. Chua chậm thời gian này, gọi quân quay trở lại này. Ok, nào, mình cần phải sống sót qua đợt này đã các bạn ạ. Cần nó qua đợt này. Đấy, bọ rùa nó lại đến. Đây, bọ rùa này. Cái con này này, nó là cái con mà nó sẽ sử dụng giải bom, mà bom của nó chính là con của nó các bạn ạ. Tôi méo hiểu kiểu gì nhưng mà câu chuyện là như thế đấy. Ừ, rồi, mọi thứ vẫn ổn, mình đã sống sót được. Nào, hãy tiếp tục xây dựng thêm nhà máy sắp cứng vì nó là thứ quan trọng nhất. Bây giờ cùng với đó mình sẽ xây dựng thêm cái nhà máy Ambrosia này. Tôi cũng không biết là cái gì nhưng mà đấy là cái màu xanh lá này các bạn ạ. Cái màu xanh lá này nó sẽ cho phép mình kiểu đẻ con này, cũng như là có một số thứ sau này như kiểu là khiên chắn này, hay là cái nơi trị thương cũng đều sử dụng cái Ambrosia đấy. Nó là một loại nhựa cây à, mình nghĩ vậy tại vì nó màu xanh mà. Ok, thêm nhà máy sắp cứng này, một thứ đều ổn chứ. Nào, doanh trại làm nhanh lên. Ok, nâng súng phòng không này. Cùng với đó chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị một cái vị trí để chúng ta đặt súng phòng không. Mình nghĩ là ở phía đằng này và phía đằng này. Đó, mình không biết là cái súng phòng không đấy to bao nhiêu, nhưng mà chắc như thế này là đủ rồi, chắc nó không to lắm đâu. Mình đoán là nó cũng kiểu tầm tầm như là cái hỏa xa này thôi. Mình nghĩ là như vậy. Ok, nâng được chưa ạ? Nâng được chưa? Chúng ta còn thiếu 2 sắp cứng nữa, nhưng mà nhà máy sắp cứng mình vẫn đang hoạt động hết công suất, nên mọi thứ có vẻ vẫn ổn. Đấy, các bạn thấy không?
hoạt động rất kinh, tức là rất nhiều sáp đổ vào đây rồi mật miếc rồi phấn hoa các thứ để tổ hợp lại thành nhà máy sáp cứng. Ôi ôi, 40 giây nữa thì mới xong được cái súng phòng không. Vãi mèo, lâu thế. Tôi không nghĩ nó lâu vậy á. Ôi dở rồi, thôi, gọi quân về, chúng ta hết giờ rồi. Hết giờ chơi rồi, anh em mình lại phải xông pha rồi. Nào bây giờ để xem bọn nó ở đâu nào. Ok. Một con chết, hai. Tôi sử dụng cái cam này. Rồi ok, nào quay trở lại làm việc luôn, Dung chung vàng, quay lại làm việc. Đấy, một cái tính năng khá hữu ích đó là dung chung vàng. Thì những con nào không khả năng chiến đấu sẽ quay trở lại và vây quanh mình. Thế nhưng mà vấn đề đó là nếu mình không bấm nhanh ý, thì những cái con đấy nó sẽ bị lỡ mất một nhịp làm việc các bạn ạ. Nên là nó vừa có lợi nhưng đôi khi nó có hại. Xong chưa nào? Ôi, bệ phóng tên lửa cơ. Vãi mèo. Ok. Thưa nữ hoàng, tôi báo cáo. Những người lính của chúng ta đã báo cáo về việc đó là bọn địch có khả năng sử dụng thuốc súng bên trong quân đội của chúng nó. Mày đùa tao đấy à? Xây dựng nhanh lên, khẩn trương lên, làm cái gì thì làm nhanh lên chứ. À đây này, anti-aircraft gun đây rồi, súng phòng không đây rồi. Từ, tôi muốn xây dựng cái này đã. Ê, tôi mèo có đủ thời gian để tôi xây dựng rồi. À, khẩn trương. Đây, súng phòng không đây. Nó to từng nào? Đủ to thế? Ôi vừa đẹp cái này. Ê, đây. Ờ, hợp lý. Tôi không biết nó to từng nào đâu, nhưng mà chắc là sẽ to lắm các bạn ạ. Tôi thấy hơi sợ. Nào khẩn trương, mình sẽ cần phải xây dựng cái nhà máy xanh xanh này nữa. Tôi không biết là cái gì nhưng mà tôi cứ xây dựng con chắc các bạn ạ. Xây dựng con chắc. Cùng với đó thì mình muốn nâng cấp một thứ nữa ở đời 1 các bạn ạ. Cái đời 1 mình muốn nâng cấp đó là mình muốn nâng cấp cái War Storic này. Đây, cái War Storic này sẽ cho phép những cái đứa quân của mình này, nó sẽ có thêm một cái nhà kho nữa. Đó là nhà kho sử dụng sáp. Đây, con ngựa súng máy. À đù. Nhơn, làm sao mà đỡ được. Đây, thêm nhà máy xanh nữa. Đấy, lắp vào. Doanh trại quân đội của mình vẫn chưa hoàn thành à? Lâu quá. Bây giờ có lẽ mình nên đưa quân của mình quay trở về. Đấy, đến đợt 7 rồi. Nào, bây giờ hãy sẵn sàng. Nào, bây giờ mình sẽ thử vào đây, dùng súng máy bắn xem nó khác biệt thế nào. Sơi. Ôi, nó có áo giáp rồi. Được áo giáp rồi các bạn ạ. Ui, kinh thế. Từ. Mấy con ốc cây này có báo giáp. À, trúng đạn luôn ạ. Bắn mãi nhau chết. Khẩn trương bắn dụng đi. Đây, cả con này nữa. Đừng để lại gần. Bắn dụng đi. Súng này khỏe đấy nhưng mà thực ra là bắn nhanh nhỉ, thực ra không khỏe lắm. Cố lên, đừng để lại gần. Rồi, dụng rồi, dụng máy bay rồi. Cái mỏ nhôm của nó, ok. Bây giờ quay trở lại làm việc đi chứ. Quay lại làm việc chưa? Ok, vẫn còn ong. Nhưng vẫn còn một đợt nữa. Nó vẫn thả bom ạ. Vãi cả nồi thả bom luôn, bố mày lạy chúng mày. Ok, mọi thứ vẫn ổn chứ? Mọi thứ vẫn ổn các bạn, mọi thứ vẫn ổn. Rồi, để thêm quân đi. Thứ quân, đây, doanh trại quân đội này. Ong lính. Hay. Mình không biết ong lính nó sẽ như thế nào nhưng mà nghe có vẻ đỉnh. Rồi tiếp tục này. Picky Blider à, Tommy Xiaomi. Cái này sẽ cho phép mình cái gì? Nó sẽ cho phép đó là lính của mình sẽ có thêm những dụng cụ mới, giáo mác các thứ, để lính của mình khỏe hơn. Ái da, nghe chiến thần thế nhỉ? Được đấy, tôi thích các bạn ạ. Nào hãy mở rộng thêm biên giới bên này. Ong lính này các bạn xem này. Vậy, mặc đồ lính luôn, áo giáp phòng thủ chống đạn các kiểu con đà điểu, đỉnh. Nó huấn luyện thật đấy. Xem này, đáng yêu rồi, nhìn đây. Game chi tiết mèo chịu được. Ok. Tôi chấp nhận điều đấy. Rồi bây giờ này, có lẽ là đặt thêm một cái súng phòng không đây nữa. Cho còn 10 giây có lẽ là cho lính về thôi nhỉ. Còn 5 giây nữa thôi. Nào chuẩn bị vào bắt đầu rồi. Để xem nào. Ok, bọn lính đâu, bọn quân nó đâu. Đây. Đấy, con này. Vãi cả linh hồn. Ghê phết. Nhanh, khẩn trương. Bắn dụng cái này đi. Bắn dụng bọn rùa rồi, một con. Bọn rùa thứ hai. Nó thả bom ghê thế. Nó có trúng đạn kìa. Cái giáp của nó như kiểu giáp nano các bạn ạ. Ồ, chết con đấy. Chuột nó còn liệng chứ, khó chịu đấy nhở. Dụng rồi, quay lại làm việc luôn. Rồi, một thứ gì ổn chứ. Ổn các bạn ạ, ổn. Sau đầu vừa rồi mình còn 35 con ong. Méo ổn cho lắm ạ.
Rồi bây giờ mình sẽ vào đây và mình nâng cấp thứ tiếp theo, đó là mình sẽ nâng cấp cái Rocket Launcher. Rocket Launcher là bệ phóng tên lửa. Với phóng tên lửa thì hy vọng là mọi thứ sẽ ổn hơn với mình. Đây, bệ phóng tên lửa. À, bệ phóng tên lửa này sẽ thay cho cái hỏa xa, đúng không? Oh, hay, nhìn nó cũng đẹp đấy các bạn ạ. Nhìn nó cũng đẹp. Và nó sẽ thay được cho mình cái hỏa xa. Hỏa xa thì bây giờ mình cứ để lại đã, mình chưa cần phải bỏ đi vội đâu. Sau này khi mà mình đã thay được hết tất cả mọi thứ và mình cần thêm diện tích ý, thì mình có thể thay vào. Còn bây giờ thì mọi thứ vẫn ổn nên là mình không thay vội làm gì. Chúng ta đang có 46 con ong. 46 con ong nha. Hy vọng là 46 con ong có thể ok. Tôi thích. Ok, nào, mình đã có Peaky Blinder rồi, tức là ong của mình bây giờ khả năng cao sẽ khỏe hơn từ từ. Nào, bây giờ mình sẽ gọi lính về và đợt tiếp theo chuẩn bị đến này. Hãy cùng xem là với cái súng phóng này mình sẽ phóng được cái gì đây. Ôi, khó bắn đấy, cái này khó bắn lắm. Khó bắn lắm các bạn ạ, bắn chậm quá. Bây giờ nổ thì cũng to. Nó hơi khó bắn, thật sự như vậy. Ôi ôi. Tức là nó cũng nổ, cũng ghê. Kinh quá. Đây, nổ, đấy, nổ chết hai con kìa. Con này trâu thế nhở. Ok nào, bắn này nào. Cháy rồi, dụng rồi. Ok, quay trở lại cho ông làm việc luôn. Cũng gần xong rồi. Ok, làm việc đi các bạn. Tôi nghĩ là bắn lần nữa là chết thôi. Bắn gì đấy? Bắn gì xa đấy? Tôi biết bắn cái gì đấy? Bắn gì xa đấy? À, còn một con đây à? Vách trưởng. Ok, chết rồi, ok. Phải làm việc. Vỡ nhiều quá nhở? Sau đợt vừa rồi thành của mình vỡ nhiều quá. Tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ bắt đầu khó khăn rồi đấy. Nó không còn như trước nữa rồi. Ngày trước mọi thứ dễ dàng hơn các bạn ạ. Bây giờ mọi thứ khó khăn ghê. Mình nghĩ là đã đến lúc chúng ta cần phải nghiên cứu đến cái trường hợp là quân lính bị thương thì làm sao rồi. Thế còn bây giờ quân lính của mình bị thương là mình cho nó chết luôn. Nên làm gì giờ? Có lẽ là nên nâng cấp cái Medical Center đi. Medical Center thì nó sẽ là trung tâm y tế. Nó sẽ cho phép những con ong lính của mình có khả năng là được chữa trị. Mặc dù tôi không biết cái hiệu quả của nó đến đâu, nhưng mà tôi hy vọng là nó thực sự có hiệu quả. Ồ, cái trường học này sẽ cho phép mình nâng cấp được thợ xây level 2. Trường học huấn luyện ra thợ xây cấp cao cả kiểu kỹ sư à? Cũng được đấy. Rồi bây giờ tiếp tục này. Hy vọng là ổn. Rồi tiếp theo này sẽ khó khăn cho mình đây. Đông vai nổi. Làm ơn đi. Chết bớt đi chúng mày. Đông thế. Có cần phải nhiều vậy không ạ? Thật sự đây. Một thả bom kìa. Đừng để một thả bom. Ôi, sau đợt này mình sợ nhà mình không còn gì á. Mình đã cố lắm rồi. Ôi, tan nát hết rồi. Như vậy tan vỡ là như thế này ư? Không còn con gì luôn. Nó giết hết ong của mình, nó thả bom chết hết rồi. Thế này làm sao mà đẻ thêm được? Ôi không. Méo ổn các bạn ơi. Đây là mình có rất nhiều hệ thống phòng thủ rồi nhá, mà vẫn không ổn. Hỏng rồi. Các bạn đã hỏng rồi, thua rồi. Không ổn tí nào các bạn ạ. Thôi rồi, tôi sẽ cần phải làm lại. Sau búng tay này, mọi thứ sẽ quay trở lại và dữ dàng hơn và căng thẳng hơn. Bắt đầu. Lần này chiến thuật của mình sẽ thay đổi hoàn toàn các bạn ạ. Méo như ngày xưa ở đâu. Bây giờ mình sẽ tập trung vào một con đường thôi. Và mình sẽ lên đời ngay lập tức, ngay sau khi có cơ hội, để mình nâng cấp mọi thứ mình cần trước đã. Đấy, nó phải là như thế. Chứ còn ngày xưa mình kiểu là muốn lên đều mọi thứ, mình thấy là đấy một đường không khôn ngoan. Mình sẽ không chuẩn bị đủ đồ và không đủ hiện đại để có thể ăn được nó trước khi nó trở nên kinh khủng hơn. Ấy, từ từ, mình có đến, từ. Đấy, đấy, các bạn thấy không? Tính có đến rồi đấy. Đấy. Tôi còn chưa kịp làm gì, đấy, đánh tôi rồi. Đâu xem nào, bọn nào? Bọn mày, đừng có đánh em tao. Chết mày chưa, đấy. 3-4 con à, mày tưởng mày ghê à. Bây giờ đây mới là đợt thứ 3 đấy các bạn ạ. Mà mình đã lên đời 2 rồi, tức là mình đã lên rất nhanh. Tiến hóa rất nhanh. Mình sẽ chỉ nâng cấp những cái thực sự cần thiết. Đấy, ok, mọi thứ đều ổn. Rồi, quay lại làm việc đi. Mình sẽ chỉ nâng cấp cái thực sự cần thiết thôi. Còn đâu mình sẽ để dành tiền mình lên đời.
Đấy, lên đời 2 thì ngay bây giờ mình sẽ nghiên cứu luôn cái Hardened Wax Factory. Và bây giờ mình sẽ xây dựng tập trung ở một thành phố lớn rồi đã. Ngày xưa thì mình xây thành phố vệ tinh, đấy là một cái lựa chọn rất tốt. Không phải là tồi đâu, thế nhưng mà mình cảm thấy rằng thế thì sẽ khó phòng thủ hơn vào cái thời điểm sớm này. Nên là ngay bây giờ mình sẽ xây dựng thành phố chính. Người ta gọi là thành phố kinh tế cả chính trị. Đấy, nó lớn trước đã, rồi sau đấy mới tính đến chuyện là xây cái thành phố khác. Ok, nào đây, từ từ, khẩn trương. Chúng ta cần phải có cái thành phố này thật nhanh và cần phải có những cái nhà máy làm sáp cứng thật nhanh. Khẩn trương nào. Sáp cứng 1 này. Cho hẳn 2 nhà máy sáp cứng các bạn ạ. 2 nhà máy sáp cứng cạnh nhau luôn. Đúng vậy. Yes sir. Và ngay sau đó mình sẽ nâng cấp luôn lên cái Ambrosia Factory này. Và sau khi có Ambrosia Factory này, mình đã có đủ mọi nguyên liệu cần thiết để mình phát triển những cái vũ khí đời 2. Và bây giờ, việc theo mình cần là mình cần phải cấp đất. Đấy, cấp đất đầy đủ để có thể lắp súng máy ngay khi nào có cơ hội các bạn à. Rồi, tiếp tục đi, mình sắp nâng được cái anti-aircraft gun rồi. Hay, có rồi, chuẩn bị có rồi. Và sau khi có cái súng phòng không rồi thì tiếp theo mình sẽ nâng cái rocket launcher luôn các bạn ạ. Ok, sắp rồi. Nào, 3, 2, 1. Rồi, ok, súng phòng không. Nâng luôn phóng tên lửa. Và đương nhiên hãy vào đây và xây dựng súng phòng không cho anh em mình. Một cái, nhiều vào, hai cái. Ở khu vực này chưa có đúng không? Thì sẽ xây thêm ở khu vực này nữa, tại sao không? Bây giờ mình biết là cái súng phòng không đấy yêu cầu là cần bao nhiêu ô đất trống rồi thì mình sẽ đỡ bị phí phạm hơn các bạn ạ. Đó, mình sẽ xây dựng đúng số ô đất trống mà nó yêu cầu thôi. Chúng ta còn 3 phút 26 nữa. Nào, nhanh lên. Bây giờ bọn địch cũng đã bắt đầu nghiên cứu ra và sử dụng súng rồi, nên là chúng ta cũng cần phải xây dựng thật là nhanh. 1 phút nữa, khẩn trương thế nào. Sao súng phòng không vẫn chưa xong thế nào vậy? Làm lâu thế? Chúng mày bị ngốc à? Làm khẩn trương lên, nhanh cái chân cái tay lên chứ. Lần này mà không ăn được là bọn nó có súng nó đấy nó bắn chết á. Không được đâu, chết dở rồi, vẫn chưa có súng phòng không các bạn ạ. Ôi, vẫn phải thô sơ đợt này nữa rồi. Vẫn thô thêm một đợt nữa, là hy vọng là với mấy cái hỏa xa này của mình có thể ăn được cái đợt này nữa. Mình chẳng biết nữa nhưng mà thôi, hy vọng là thế. Đến bây giờ thì mình nghĩ là mình vẫn có thể ăn được thôi, nhưng mà tương lai thì mình cũng méo biết. Úi dồi ôi, nó thả bom kìa. Đông chưa? Đông chưa? Cố lên nào. Rồi, vẫn ổn các bạn ạ, vẫn ổn, tạm thời vẫn ổn. Rồi, vẫn sống được. Tuyệt vời, còn cứu được, còn thở được, thậm chí là cũng không cháy nhiều lắm. Mình khá bất ngờ đấy, phải nói thật là mình khá bất ngờ trong cái đợt vừa rồi. Mình không ngờ là mình lại có thể sống sót được như vậy. Ô các bạn ơi, cái gì đây? Mình có thể nâng cấp xa giao. Tức là bây giờ mình có thể bàn tán và nói chuyện với những con ong bắp cầy không muốn chiến tranh để nó về phe mình. Cái gì vậy? Có vụ này luôn hả? Đù, thế thì chiến quá. Tôi méo ngờ được. Có vậy luôn. Dã man con ngạn. Ôi rồi, lại còn có cả vụ đấy. Trời ơi. Nhà chị Thương này. Ok, từ từ. Bây giờ mình sẽ xây dựng thêm cái nhà chị Thương các bạn. Mình sẽ xây dựng ở khu bên này. Ô, cái bệnh viện này to tê. To dã man. Cố lên. Xây bệnh viện đi ạ. Bệnh viện. Khẩn trương nào. Rồi, có bệnh viện đây rồi. Rồi, ok. 37 giây nữa để xem A có nút này, đúng không? Xây được thì tốt nha. Còn nếu mà không xây được thì cũng không có áp lực gì đâu, không sao hết. Ok, bắt đầu này. Nào, bây giờ mình sẽ yêu cầu nó quay trở về bên mình. Đâu, để mình xem nào. 5 con sẽ đến bên mình và làm bạn với mình. Mình có nhìn thấy được con nào không? Mình cũng méo biết là con nào với con nào ạ. Tôi cũng không biết, tôi có nhìn thấy đâu. Tôi méo biết nữa. 5 con nào sẽ quay về bên mình cơ? Rồi, à đây, đây, con này quay về bên mình này. Ờ, nhưng nó về bên mình rồi, nó có giúp đỡ mình không hay là... Ồ, nó bên mình mãi mãi luôn à? Tuyệt! Ê, nó là lính của mình luôn ạ, à. Mình có thể huấn luyện vào nó được không? Thích thế nhở? Thú vị đây, ok. Mình đã có 77 con ong các bạn ạ, mình đã có 77 con ong rồi. Mọi thứ phát triển rất tốt dành cho mình. Tiếp theo này, mình sẽ nâng cấp Royal Food. Cái này sẽ giúp cho máu của nữ hoàng tăng lên. Nè, mình không cần. Tiếp theo mình sẽ nâng cấp cái ấy đi, cái trường học đi. Mình chúng ta cần phải giáo dục để chúng ta sẽ có những thợ xây khỏe hơn. Nào, ui, bệnh viện. Ong y tế, làm sao, có ong y tế các bạn ơi. Nhân, ok. Nào, hãy xây dựng thêm những khu vực quân đội nữa. Đúng không ạ, tại sao lại không? Nào, giờ mình sẽ nâng trường học đi. Đấy, đó, có công cuộc giáo dục các kiểu rồi. Méo biết nó sẽ như thế nào đây. Mình cảm thấy kinh khủng quá. Ong y tế thêm đi. Rồi, và đương nhiên mình sẽ đẻ thêm ong đi, tại sao không nhờ. Mình còn thừa nhiều chỗ mà mình đang có 101 con ong lận cơ mà các bạn. Thoải con ngựa nó mái luôn ấy.
mình có thể nâng cấp cái Howitzer. Howitzer này là một khẩu pháo phòng không siêu lớn. Nó sẽ bắn chậm nhưng bắn rất khỏe. Ờ, tại sao không? Thì nâng đi. Tại sao không? Trường học sắp xong chưa? Ồ, được rồi này. Được các bạn ạ. Thợ xây level 2. Trường học đẹp thế. Đẹp vai trưởng ấy. Này, mình nghĩ là game này cần có cái chế độ mà xoay các bạn, để mình xem được cụ thể nó như thế nào ấy. Mà công nhận nó đẹp thật đấy. Nó thiết kế rất đẹp nha. Đỉnh luôn ấy. Ok, là sao nào? Ok. Đấy, thêm hệ thống phòng thủ. Xung quanh trường phải có thật là nhiều pháo các bạn ạ. Thôi mình hiểu sao thế. Đáng nghĩa trường phải là một nơi kiểu nó rất là gọi là nhẹ nhàng, gọi là văn minh ý. Bây giờ xung quanh trường mình toàn là doanh trại quân đội các thứ. Tức là học xong cái đi luôn vào bên cạnh này làm lính. Làm sao mà đỡ được. Thật là kinh khủng, thật là kinh khủng mà. Và mình đã xong cái Howitzer rồi. Hãy cùng xem nào, vũ khí mới của mình sẽ là cái gì đây. Đây. Đâu đâu, à đây Howitzer. Ủa nó to phết. Nó to phết, nhưng mà chúng ta sắp hết giờ rồi, ok. Nào bây giờ mình sẽ gọi thêm 5 con của quân nó nữa, 5 con bao cầy nữa về đội của anh. Ok, đấy, các bạn ơi, nó về rồi. Đương nhiên chúng ta sẽ tiếp tục bắn bọn này. Nào đâu, con nào? Tôi mới biết con nào, tôi cứ bắn bừa đi các bạn ạ, tôi cứ bắn bừa đây. Chúng con nào là chúng? Tại vì bây giờ nhìn nó giống mình quá, mình mới biết con nào của mình nữa. Đấy, thuyền, à đây, tàu của nó kìa. Để xem là mình có khiến con này cháy luôn được không. Ôi, cháy này. Cháy, rồi ok, về nhà luôn. Mọi thứ đều ổn đúng không ạ, mọi thứ đều ổn. Ui, mình có 119 con ong lận, nhiều vãi. Bây giờ mình sẽ nâng cấp thêm chỉ huy này sẽ giúp mình có cái thời gian chuẩn bị nó nhanh hơn cho những con ong lính. Thì lính của mình đã khỏe, nay càng khỏe hơn. Thời gian chuẩn bị nhanh hơn, có đường lối mới, có chính sách mới. Ok, nào vũ khí mới nào, Howitzer. Đấy, pháo phòng công siêu lớn. À, Nam Tháo. Giờ thì chúng mày thích cái gì? Mình còn chưa bỏ đi mấy cái hỏa xa đây các bạn nhá. Chưa bỏ đi cái hỏa xa nào luôn. Buồn cười với trưởng, chưa bỏ đi tí nào. Rồi, chuẩn bị này, 38 giây nữa, hãy sẵn sàng đi. Cái này vẫn chưa xây nhở? Ở Howitzer thì vẫn chưa xây các bạn ạ. Xây hơi chậm á, mình thấy là nó xây hơi hẹo. Vẫn chưa thấy xây, có lẽ là đợt này sẽ không xây đâu. Mình nghĩ là mình vẫn sống đợt này thôi, ok nào. Gọi chuông những cái đứa kia về. Và đương nhiên chúng ta cùng tiếp tục chiến đấu. Chính ra triệu hồi được cái quân nó về cũng sướng các bạn ạ. Rất sướng luôn ấy. Nhanh bắn cái này đã, bắn dụng này đi. Sắp rồi. Rồi, một cái rồi. Thứ hai, cháy này. Cháy lên đi lửa thiên công lên rồi. Thôi rồi. Bây giờ mình quay trở lại cho lính của mình làm việc tiếp. Cũng sắp xong rồi. Rồi xong. Rồi có đường lối chính sách mới rồi. Ôi. Lên cả đời 3. Lên đời 3 xem nào. Lên đời 3 có doanh trại xịn luôn. Đỉnh cao con dao các bạn ạ. Đời 3 cơ đấy. Không nhờ được đâu. Này cái gì đây. Ồ, đời 3 tổ của mình thành tổ bê tông luôn à. Nghe có vẻ chiến đấu đây. Nghe có vẻ căng thẳng đây. Không nhờ được đâu các bạn ơi. Không nhờ được tí nào các bạn ạ. Ok, lên đời 3 rồi, nhưng mà bây giờ mình vẫn muốn nâng cấp những cái thứ ở đời 1 đã. Thực ra là nâng cấp cho có thôi. Tại vì có nhiều thứ nó cũng sẽ có hỗ trợ những đời sau mà các bạn, nên là mình cứ nâng cấp đi. Tại sao lại không? Rồi, mình vẫn còn khá là nhiều ong ở đây. Và đây, Howitzer này. Kinh thật. Bắn nó cứ chắc chắn là trúng à. Ghê nhỉ. Ghê đấy. Rồi, thêm rocket launcher đây nữa này. Nhìn base đời 3 của mình này. Các bạn nhìn xem, xung quanh cả sushi này. Tuyệt vời. Không, nó méo phải sushi là kim pháp các bạn ạ. Ôi rồi. Nào, thêm cái Howitzer đây nữa. Đây, tôi muốn bắn thử Howitzer một lần cho nó biết nó như thế nào. Tuyệt vời luôn. Rồi, chuẩn bị còn mấy giây thôi. Nào, bắt đầu vào rồi. Gọi lính của mình về này. Nào, ngồi dùng pháo phòng không bắn thử. Xem là câu chuyện sẽ làm sao. Mình muốn thử. Từ tua lên x2 đi. Ok. Ui ôi, nổ luôn. Ghê vậy nào. Tàu bay. Một phát. Hai phát. Ba phát cháy. Bốn phát. Năm phát dụng các bạn ạ. Kinh. Bắn xa bao nhiêu cũng được à? Bao nhiêu cũng được các bạn ạ. Căn tí là được. Rồi, ôi, ghê thật.
kinh. Phải nói là dã man, phải nói là dã man. Ôi nhưng mà mình cũng vỡ mất một đống ở đây này. Nó ném bom cũng dã man đấy. Tức là bây giờ bọn nó ném bom cũng kinh tởm, kinh khủng hoảng. Nhưng mà không sao, mình vẫn làm được, mình có thể làm được. Thôi xây lại, xây lại. Rồi các bạn ạ, nhưng mà có lẽ là tập này mình sẽ tạm dừng ở đây thôi. Và hẹn gặp lại các tập sau. Chúng ta đới 3 rồi, nếu chơi tiếp thì video này sẽ trở thành quá là dài. Và tôi không muốn các bạn phải tòng quân đi nghĩa vụ quá là dài như thế này, đúng không? Chúng ta cần có thời gian nghỉ ngơi dịp Quốc Khánh. Nên là yeah, có lẽ tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Và sau đó đừng quên là một like và đăng ký của mình. Vậy comment xem mình có nên làm thêm không nhá. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Mình là Joker, thế nhá. Bye bye.